xin chào các bạn hôm nay mình xin kể các bạn nghe câu chuyện thạch sanh lý thông câu chuyện như sau ngày xưa có hai vợ chồng già nhưng chưa có con ông chồng tên là thạch sùng hành nghề đúc thạch cao bà vợ tên thạch cao hành nghề bắt thạch sùng hai vợ chồng chỉ mong trời thương xót cho một mụn con nên cố gắng làm việc thiệt tích công tích đức như cướp của nhà giàu chia cho nhà giàu xin của người nghèo chia cho người nghèo Ba năm sau, Ngọc Hoàng sai tiên đồng xuống trần gian làm con của hai ông bà. Thạch bà hạ sinh đứa con và đặt tên là Thạch Sanh sự. Một hôm, Thạch ông đi công tác quên mang theo di động. Ở nhà, Thạch bà nghịch điện thoại mở trò bắn gà chơi đến khi hết pin. Tới lúc cắm giặc điện thoại lẩm cẩm thế nào, bà cắm nhầm cây đinh vào ổ điện bị giật chết queo. Sau khi vợ mất, Thạch ông buồn giàu, đành sang hàng xóm chơi tạt lon đỡ buồn. Sau vì gian lận nên gây sự đánh nhau. Trên đường về thạch ông nhảy qua bãi phân châu chẳng may dẫm phải bỏ chuối ngã xuống ruộng đập đầu vào đống rơm chết ngắc. Từ khi thạch ông và thạch bà mất ở một mình thạch con tha hồ quậy phá trộm chó bắt gà chơi bời tiêu pha hết tiền thạch con bán nhà ra ngồi gốc đa bán chuỗi lông gà. Năm thạch xanh 18 tuổi Ngọc Hoàng sai tiên ông xuống dậy thạch xanh 36 phép thần thông 72 cách làm giàu. Sau một thời gian, Thạch Xanh đã luyện được nhiều đòn nội công thâm hậu như Giáng long thập bát đĩa, bóp véo long chảo thủ, tuyệt chiêu, ca mê, dô cô, vâng, vâng. Trước khi đi, tên ông để lại ba cuốn bí kíp để thạch xanh tu luyện thêm, đó là tuyệt đỉnh kiếm pháp cửu âm chân kinh và nghệ thuật làm quen bạn gái. Sau đó thạch xanh tu luyện được bí kíp tán gái, trở thành sát thủ lừa tình, thạch xanh quyết định hạ sơn đi kiếm gái. Đối tượng của chàng thường là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, chẳng mấy chốc thạch xanh trở nên nổi danh, làm láo loạn trong giới showbiz các trang báo liên tục đưa tin điển hình như các bài báo. Thạch Xanh đang hẹn hò với Ngọc Trinh, Thạch Xanh phá dinh châm tít, Thạch Xanh đã đá đít Bích Phương, Thạch Xanh dở dở ương ương với Hồ Ngọc Hà. Sau khi bị đá đít người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà là Sường Đô La đã quen và cặp bồ với cô người mậu cừu Đô Ly, song vẫn bị Thạch Xanh nhòm ngó và sờ ti, bị cắm sừng hai lần. Sường Đô La ôm hận đem chuyện kể cho ông anh của mình và nhờ ông anh to tay hơn trả thù dùm ông anh của xưởng đô la chính là Lý Thông S, nhà ở bãi cát, hành nghề đồng nát tiền sử từng làm bể hát.